chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin gò dầu của đài phát thanh truyền hình Tây Ninh. Trong bản tin ngày hôm nay, mời quý vị khán giả điểm qua những tin chính. Huyện gò dầu thu ngân sách tháng 8 ước đạt 17 tỷ đồng. Ra quân thực hiện cao điểm bảo đảm an toàn giao thông. Xã Phước Đông đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Chiều ngày 16 tháng 8, Ủy ban nhân dân huyện Gò Dầu tổ chức cuộc họp định kỳ tháng 8 năm 2023. Trong tháng 8 năm 2023, Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo điều hành thực hiện tốt các nhiệm vụ về phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh theo kế hoạch đề ra. Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước tháng 8 năm 2023 là 17 tỷ đồng, lũy kế từ đầu năm đến nay là hơn 216 tỷ đồng, đạt trên 91% so với dự toán tỉnh. Tính từ đầu năm đến nay, huyện đã triển khai thi công 63 công trình xây dựng cơ bản mới. Trong tháng 8, thi công hoàn thành đưa vào sử dụng 7 công trình. Lũy kế tính từ đầu năm đến nay, thi công hoàn thành đưa vào sử dụng 49 trên 65 công trình khởi công mới. Tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân. Đến nay, đã có 10 sản phẩm được cấp giấy chứng nhận ô cớp đạt 3 sao, muối tôm, muối ớt, muối tiêu, chao môn, chanh, dưa lưới, bánh bía và một sản phẩm đạt 4 sao là sầu riêng bầu đồn. Sáng ngày 15 tháng 8, Công an huyện Gò Dầu tổ chức lễ ra quân, thực hiện cao điểm tổng kiểm soát xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách, xe ô tô vận tải hàng hóa bằng container và xử lý người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy vi phạm nồng độ cồn trên địa bàn huyện. Phát biểu tại buổi lễ trao quân, ông Nguyễn Văn Du, Chủ tịch Ủy ban dân huyện, đề nghị Công an huyện tăng cường huy động lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, thực hiện tổng kiểm tra xử lý đối với các phương tiện ô tô kinh doanh vận tải hành khách và phương tiện vận tải hàng hóa bằng container vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông đồng thời tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn giao thông. Sau buổi lễ, huyện tổ chức đoàn xe đi diễu hành trên các tuyến đường chính của các xã thị trấn trên địa bàn huyện Cầu Dầu, Ngày 15 tháng 8, ông Nguyễn Văn Nhu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện làm trưởng đoàn, đã đến thăm chúc mừng bưu điện huyện Cờ Dầu nhân kỷ niệm 78 năm ngày truyền thống ngành bưu điện. Tại đây, ông Nguyễn Văn Nhu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện tặng hoa và gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến toàn thể cán bộ, nhân viên, người lao động của bưu điện huyện nhân kỷ niệm ngày truyền thống đồng thời ghi nhận những đóng góp tích cực của bưu điện huyện trong việc triển khai xây dựng, phát triển ngành bưu chính trên địa bàn huyện trong thời gian qua, góp phần đưa nền bưu chính phát triển, cấp ủy chính quyền và người dân ngày càng được thụ hưởng nhiều dịch vụ thiết thực. Mới đây, Ban Thường vụ huyện Đoàn Gò Dầu phối hợp Viện Kiểm sát Nhân dân huyện tổ chức chương trình tiếp sức đến trường, trao tặng học bổng, quà cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện. Nhân học bổng lần này, có 27 em học sinh đang theo học ở các trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn huyện. Đây là những học sinh có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn nhưng nỗ lực trong học tập. Mỗi suất học bổng mà các em nhận gồm 500.000 đồng tiền mặt và 10 quyển tập. Toàn bộ kinh phí trao học bổng là 16,5 triệu đồng do Viện Kiểm sát Nhân dân huyện tài trợ. Dù gặp nhiều khó khăn trở ngại do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 kéo dài, Đến cuối năm 2022, Phước Đông vẫn hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới nâng cao. Hệ thống giao thông nông thôn không ngừng được đầu tư hoàn thiện, với 12 tuyến đường trục xã được đầu tư đảm bảo sáng, xanh, sạch đẹp, thực hiện cứng hóa 20 tuyến trục ấp, liên ấp và 35 tuyến đường ngõ sớm và 17 tuyến đường nội đồng, với tổng kinh phí thực hiện là gần 19 tỷ đồng nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng hợp lý, hiệu quả kinh tế cao, từ đó nâng cao thu nhập cho người dân, ước tính thu nhập bình quân khoảng 77 triệu đồng một người một năm. Từ đó hộ nghèo trên địa bàn xã được kéo giảm đáng kể. Tính đến, đến cuối năm 2022, toàn xã chỉ còn 8 hộ nghèo cận nghèo. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin gò dầu ngày hôm nay. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị khán giả trong các bản tin tiếp theo.